tin từ gia đình nghệ sĩ nhân dân Trần Hạnh cho biết, người nghệ sĩ chuyên trị vai đau khổ của màn ảnh Việt vừa qua đời hôm nay, ngày 4 tháng 3 năm 2021, ông hưởng thọ 92 tuổi. Chị Hồng, con dâu trưởng của nghệ sĩ nhân dân Trần Hạnh cho biết, ông mất lúc 2 giờ 50 phút sáng. Nghệ sĩ nhân dân Trần Hạnh được đông đảo khán giả yêu mến qua những vai diễn trong phim truyền hình. Đến giờ không thể nhớ hết Trần Hạnh đã tham gia bao nhiêu bộ phim, chỉ nhớ rằng ông đóng Mác với những vai diễn khắc khổ, người nông dân hiền hậu hay người ông hiền từ. Nhiều người vẫn quen gọi ông là lão nông Trần Hạnh. Còn theo cách nói như bây giờ, đặt cho ông cái tên người ông quốc dân cũng chẳng sai. Nghệ sĩ nhân dân Trần Hạnh là người sống khiêm nhường giản dị, không thích phô trương và rất ngại phiền lụy đến người khác. Ông thực sự là một người nghệ sĩ chân chính, chỉ sống bằng những vai diễn trong kịch, phim và làm việc một cách say sưa, trọn vẹn với các vai diễn của mình. Kể cả chỉ là vai phụ cũng luôn để lại ấn tượng tốt với khán giả, là nhận xét của ông Trương Nhuận, nguyên giám đốc nhà hát Tuổi Trẻ. Nghệ sĩ Trần Hạnh sinh năm 1930 tại Hà Nội, là một nghệ sĩ sân khấu của nhà hát kịch Hà Nội. Có một sự nghiệp sân khấu lẫy lừng, nhưng ông được khán giả biết đến nhiều hơn qua các vai diễn những ông già khắc khổ trên phim truyền hình. Dù theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp muộn hơn nhiều người, nhưng Trần Hạnh vẫn tạo được nhiều dấu ấn trên sân khấu kịch. Ông đã giành 2 huy chương vàng với vai Nguyễn Trãi trong vở kịch thơ Lam Sơn Tụ Nghĩa và vai Vũ Kiêm trong Tiền Tuyến Gọi. Năm 1989, ông nghỉ hưu theo quy định, không diễn kịch nữa, ông tham gia đóng phim truyền hình. Bắt đầu từ những năm đầu thập niên 90, Trần Hạnh được đông đảo khán giả biết đến qua sóng truyền hình. Vai điện ảnh đầu tiên của ông là vai nam chính cho phim Chiếc Bình Tiền Kiếp, sau đó là hàng loạt phim khác như Tướng Về Hưu, Hãy Tha Thứ Cho Em, Cỏ Lau, Người Đàn Bà Thứ Hai, Làng Nổi. Những ông cần trong cuốn sổ ghi đời, ông thống trong ngõ lỗ thủng, lão lâm trong Chiếc Bình Tiền Kiếp, ấn tượng có đôi phần hơi khắc khổ như chính con người ông, khiến khán giả thêm cảm phục và trân trọng. Đó cũng là những vai diễn thành công trong sự nghiệp đồ sộ của người nghệ sĩ có tầm này. Bộ phim điện ảnh cuối cùng mà ông tham gia là phim Cha Cõng Con, vai ông già mù. Là người gốc Hà Nội, thấm đẫm chất hào hoa của con dài phố cổ, nhưng ông lại đi vào lòng công chúng với những vai diễn nặng vẻ khổ hạnh, đáng thương, những vai lão nông dân hiền lành, chất phác. Thank you.
Trần Hạnh được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú năm 1994. Ông đã từng 3 lần đoạt huy chương vàng trong các vở kịch Nguyễn Trãi, Tiền Tuyến Gọi, Hamlet, giải nam diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 11 với phim Nước mắt đàn bà và nhiều giải thưởng khác. Tại Liên hoan truyền hình toàn quốc năm 2010, ông nhận giải cống hiến cho vai ông Thống trong phim Ngõ lỗ thủng của đạo diễn Quốc Trọng. Năm 2019, tin ông được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân khiến nhiều khán giả xúc động, dù việc xét tặng danh hiệu ấy với ông có phần muộn màng. Cuộc đời của ông cũng nhiều nỗi cơ cực, chẳng khác là mấy với những vai diễn của ông. Trần Hạnh kể, ông mồ côi cha từ khi mới 8 tuổi. Từ năm 16 tuổi, ông đã làm nghề đóng giày trên phố Tràng Tiền để mưu sinh. Sau này, suốt bao năm, nhiều người đi qua đường Trần Quý Cáp gần cổng ga Hà Nội đều nhận ra ông diễn viên bán hàng trong một cửa hàng nhỏ. Cuộc sống dẫu có nhiều vất vả, khó khăn, nhưng ông luôn thấy đủ với những gì mình có. Tôi thấy mình trông lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống thì hơn bao nhiêu người. Ông bảo, đừng nhìn tôi khổ mà nói không được cái gì. Tôi lãi nhiều chứ. Làm diễn viên, tôi được hiểu nhiều, biết nhiều, được nhiều tình cảm quý mến, mà tình cảm của con người với tôi mới là điều làm tôi mừng. Con gái cả của ông, chị Trần Thị Dung, luôn ca cẩm cha mình sống quá đỗi giản dị, nền nếp trước sau, ân tình như người xưa nên trở thành khó tính. Và dù nghèo, vất vả nhưng rất kiêu, không bao giờ phụ thuộc vào ai. Những năm cuối đời, mắt ông không còn nhìn thấy rõ nên ông chỉ quanh quẩn ở trong nhà. Mỗi lúc thấy nhớ không khí phố xá, ông lại bảo con trở ra ngoài một lát. Nghệ sĩ nhân dân Trần Hạnh từng chia sẻ, đến tuổi này, khi nhìn lại cuộc đời mình, ông không thấy ân hận điều gì. Và nếu có kiếp sau, ông vẫn mong muốn được đứng dưới ánh đèn sân khấu, mang lại niềm vui cho khán giả.